Sau đó mình đặt rồi mình tạo những cái thành phần ở trong cái sim này. Ok, thì cái menu á, nó sẽ được tạo thành từ những cái ảnh ha, được tạo thành từ những cái ảnh và những cái button hay là những cái thành phần UI ha. Do đó đầu tiên á, thì mình có thể ép cái tấm ảnh làm background, hoặc là đối với một cái button nào đó thì mình cũng có thể ép tấm ảnh ha. Thì lúc đó mình ép cái thành phần image. Rồi mình sử dụng những cái ảnh mấy em design hoặc là những cái ảnh ở trên Google, mình có thể thêm vào. Ha, ví dụ ở đây thầy có những cái ảnh background thầy chuẩn bị trước, thì mình có thể thêm vào cái project, rồi mình xài cho cái image mà mình vừa thêm vào ở chỗ này. Thêm vào project ha. Xong rồi mình kéo qua cái source image. Đó, thì mình được một cái background cho cái scene như thế này. Rồi. Sau đó thì dĩ nhiên là có nhiều cái thành phần khác nữa, ví dụ như những cái một cái chuỗi tiêu đề ở trong cái màn hình này, hoặc là một cái button để mình nhấn. Thì ở đây nó có cái thành phần là TestMate Pro, hai lần trước mình có xài rồi, thì bây giờ mình cũng xài lại cái thành phần TestMate Pro này để tạo chuỗi test, và mình custom được nhiều nhiều cái thành phần với cái TestMate Pro này. Ở bên đây ha, thì những cái thành phần là những cái property của TestMate Pro, thì đó, thì bên đây mình thấy là một số cái, ví dụ như là mình có thể đổi cái phông, phông á, thì cái phông mình có thể tìm những cái phông về game hay là những cái phông đặc biệt mà mỗi người thấy đẹp. Mình kéo vào cái project và mình tạo một cái gọi là phông access, rồi mình kéo thả vào đây để mình xài. Thực chất ở trong đây nó cũng có một hai cái phông mặc định, mình có thể tải phông re về, sau đó mình kéo vô đây đó. Rồi, chỗ này để coi. Chỗ này ha. Đó, mình có thể tạo cái nhấp phải ha, mình có thể tạo cái TestMate Pro Form Access ngay chỗ này. Rồi xíu nữa mình chọn lại ở trên kia để mình đổi thành cái phông khác. Ngoài ra thì những cái thành phần tiếp theo mình có thể đổi ha, về phông chữ, title và một số cái màu. Ví dụ mình đổi phông chữ thành 90, canh giữa ha, canh giữa, canh trái, canh phải, về trục ngang và trục dọc ha. Đó, trục ngang và trục dọc, rồi mình có thể di chuyển cái nút của mình cho nó đúng ha. Thì mình
khi mà mình chọn á thì mình có thể gõ vào cái khung này ha, test cái chỗ khung nhập test này mình để mình thay đổi giá trị, sau đó mình chọn qua đây. Thì đặc biệt ở đây nó có cái color gradient thì mình có thể đổi cái chỗ này nếu mình mong muốn cái màu của mình nó khác. Rồi tiếp theo á, những cái title đó xong rồi thì mình có thể thêm những cái thành phần. Cái màu ở đây trong cái video này thì như thầy thầy không có chọn cái chỗ này, nhưng mà nãy thầy nói ví dụ thay vì màu trắng thì mình có thể chọn màu khác ha, nó có cái color bên dưới. Xong rồi thì mình có thể chọn về cái button. Button thì ở đây nó có hai dạng, một là button sử dụng test bình thường. Một là button nó xài với cái title là test macro, thì mình chọn một trong hai, mình chọn cái test macro tại vì nó có nhiều cái option chỉnh cái test cho nên để mình lựa chọn thôi. Không chọn nó để mình thêm vào. Ở đây có chọn màu luôn đó. Ví dụ mình chọn vertex color mình đổi cái màu đỏ bold gì đó vân vân thì ở đây nó có cái tác dụng ha. Chọn thử thôi. Rồi button cũng là một thành phần bình thường thì mình có thể đổi kích thước ha, đổi kích thước và vị trí mình kéo thả thôi. Thì thường một cái đặc điểm của button là mình quan tâm đến cái title của nó như thế nào. Cái thứ hai là cái background. Background của nó mình có thể dùng background sẵn mình đổi màu thì nó hơi xấu. Thế thì mình có thể ví dụ đây ở cái phông chữ nó lớn hơn và chọn cái màu lại ha. Đó. Thì lưu ý là mình đang thao tác là cái title ha. Thì em nhìn bên đây thì một cái button nó có cái thành phần con là test macro đó, nhìn bên trái và ở trên ha. Button rồi test macro như thế thì mình chọn vào cái thành phần test macro này để mình tinh chỉnh cái title đó. Còn cái background thì chưa, lúc đó thì cái title đó nó giống như cái title một cái test macro riêng lẻ ở bên trên. Mình có thể chọn màu, ở đây chọn màu phong này nọ xong di chuyển ha. Đó thì ở đây nó có cái sụt image ha, sụt image mình khi mình chọn lại cái button, khi mình chọn lại cái button thì ở đây mình có sụt image này, mình có thể thay đổi cái sụt image đó để mình đổi cái background cho button. Thì lúc đó mình có những cái design trước ha, mình chọn một cái button nào đó với cái design của mình rồi mình sẽ dùng. Ngoài ra xíu nữa chắc chắc phía sau nó sẽ kéo cái bắt cái nút vào, tại vì thầy không nhớ là mình trong video này thầy kéo lúc nào mình nói cái hiện tại ha. Thì mình đổi màu. Ok, thì mình đổi màu ở đây mình thấy là cái button của mình nó có những cái trạng thái. Ví dụ như color ha, mình đang chọn cái phần color thì cái màu hiện tại. Đó. Rồi, ở bên dưới á, ở phần trên là color, bên dưới á, về cái button á, thì mình sẽ thấy còn một số cái nữa, là những cái màu ở bên dưới, là cái màu khi mà cái trạng ở cái trạng thái bình thường,
Cái màu ở trạng thái bình thường, màu ở trạng thái highlight, màu ở trạng thái press, màu ở trạng thái select. Đó. Thì khi mình hover chuột vào highlight á, mình press xuống, nhấn xuống, mình chọn thì nó sẽ có những cái màu khác nhau mong muốn của mình có thể chọn đổi những cái color này. À. Hiện tại á, thì khi mình run nó thì mấy em thấy cái màu nó hơi lật lờ nè, khi mình nhấp chuột vào gì này nọ đó, nó highlight nhẹ ha, đó highlight nhẹ là mình để đang cái mặc định á, mình có thể đổi màu bất kỳ đậm hơn, đen gì đó vân vân, tùy ý của mình. Giả sử ha, red color là đỏ. Thì xong rồi mình test, mình run thì mình bấm vào thì nó sẽ màu đỏ như thế. Rồi mình kéo button vào ha. Một cái background, background với cái button này, lấy đại một cái ảnh ha, một cái ảnh. Nút bo tròn thôi. Vì cái background là màu xanh cho nên mình đổi lại cái title cho màu khác cho nó phù hợp thôi. Lúc đó thì tùy quyết định của mình. Mình sẽ chọn cái sụt emit. OK, ha, lúc này mình sẽ chọn cái sụt image và cái màu alpha này nọ của mình cho nó phù hợp. Ha, đó, đây, button background ha, thì nó sẽ có hình hình ảnh như thế này. Thì lúc đó mấy em thấy ở đây nó sẽ khác nhau do cái ảnh này á, lúc đó cái button của mình á, nó có thể là bị méo mó này nọ. Thì tại vì lúc đó cái độ phân giải của cái ảnh của mình á, và cái góc bo á, ví dụ như góc bo nó ít, nó nhiều hay nó vuông này nọ, thì lúc đó mình resize cái kích thước của cái nút hiện tại mình phù hợp với tấm ảnh, tại vì mình đang dùng cái background là một cái tấm ảnh. Rồi đó, mình resize lại cho nó phù hợp thôi. Đó, đó mình sẽ kéo lên kéo xuống gì đó, thì giả sử mình thấy mình kéo nó còn nhỏ quá thì mình ra mình design, mình sửa lại cái ảnh đó một xíu, xong rồi mình dùng lại cái tấm ảnh đó. Rồi mình có thể rename ha. Tại vì mục tiêu cái menu của mình có cái setting option new game này nọ ha, play. Thì sau khi mình design xong thì mình có thể duplicate ra thành nhiều cái button nữa và mình design xuống bên dưới để tạo thành cái menu có nhiều nút ha. Đây, mình đang duplicate nó. Nhấn command control D đó hoặc là copy paste ha, tạo ra cái button khác. À, tạo ra cái tên khác. Ở vô option để chỉnh setting width. OK, thì khi mình tạo xong thì đây mình bố trí, mình kéo lại. Rồi mình chọn từng cái test micro ở trong cái button đó để mình sửa lại cái title. Mỗi button nó có test pro như nó thầy nói, mình sửa lại title.
Ok, xong rồi thì nếu mà mình thấy cái menu của mình đầy đủ rồi, không có cái không có cái store, không có những cái nút share hay gì này nọ, ví dụ đây là thầy chỉ có 3 nút thôi, thì mình tiến hành mình tạo cái brief, mình tạo cái brief để mình thực hiện những cái event dựa trên những cái button đó. Mình tạo cái brief new brief bình thường ha. Rồi, new rip bình thường, sau đó mình code thôi. Đấy. Thì mình sẽ lần lượt code những cái hàm để cho cái việc là start một cái game, thì mình sẽ start cái level nào. Start cái level nào, setting thì mình làm gì, quit game thì mình gọi cái hàm gì ha? Nó có ba cái sự kiện chính ở bên kia, mình sẽ tạo những cái hàm xong rồi mình link vào, ví dụ như play game, quit game, quit game ở đây thì mình gọi cái sự cái hàm là application quit, application quit. Thì cái application quit này á, khi mình demo ở trên Unity á, thì chỗ dòng 56 á, thì nó không có quit, mà mình phải cần build ra cái file thực thi nó mới quit cho bình thường. Còn cái chỗ mà đối với cái Unity mà em muốn quit á, thì mình có một cái dòng debug log thôi để mình check thôi. Mình build ra nó mới quit thật. Đối với lay game á, thì mình sẽ dùng cái hàm để mình plot một cái level, một cái scene nào đó lên theo ý của mình. Thì mình sẽ dùng cái lớp scene manager ha, plot một cái scene với ID hoặc là một cái scene với name. Thường á, thì mình load theo hai cách đó, cái name của nó ha, hoặc là cái ID của nó dựa trên cái ID số thứ tự của nó, trên với cái tập danh sách những cái scene của mình. Rồi mình thêm vào cái thư viện scene management ha, thêm vào cái thư viện của bên trên để gọi hàm nếu mà nó thiếu, còn sự ai có ai mà đã thêm vào trước thì thôi. Đó mình gọi, ví dụ mình đối với chuỗi ha, mình sẽ load load scene với cái name là game kiểu vậy. Đó thì ở đây nó có cái hàm overload khác, đó là build index ha, build index đó, thì cái index là cái thứ số thứ tự hồi nãy thì vừa nói. Rồi thì cái build index đó mình có thêm một cái option khác, đó là mình lấy cái scene hiện tại ha, cái số thứ tự mình scene hiện tại thì mình là active scene ha, scene manager get active scene là cái scene hiện tại. Scene hiện tại thì nó có cái index thứ mấy thì là cái thuộc tính build index, xong đó mình sẽ cộng 1 cộng 2 đó. Thật ra ở đây á, mà mình biết là cái scene menu nó nằm trước cái scene game của mình sắp tới, do đó thì mình cộng 1 lên. Còn ai mà biết cái số thứ tự thứ mấy đối với scene nào thì mình gõ vô, ở đây là một số ha, 1 2 3 4 5 gì đó vân vân, kiểu vậy.
Rồi, option thứ ba là show cái menu setting này nọ lên ha. Thì mình có thể gọi là option menu hoặc là setting gì đó tùy. Thì cái setting thì mình chưa có design ha. Có thể là mình để cái hàm ở đây mình gọi debug, qua bên kia mình design thêm. Để mình test cái menu chính của mình. Ok, thì quay lại là mọi người sẽ thấy là những cái hàm này mình để là public ha. Những cái hàm này để mình để là public, để một xíu mình qua bên bên cái sim thiết kế, mình sẽ link những cái hàm này vào cho những cái sự kiện của button. Thì mình để public như thế này, qua bên kia mình để mình chọn mình link mới được. Như hôm trước cái bữa vừa rồi mình cũng có link một số cái hàm đó, thì nhớ là mình để public, qua bên kia mới thấy. Rồi thì mình link nó giống như cái những cái sự kiện giống như lần lần trước mình làm cho cái new input system ha, thì nó cũng có cái dạng này rồi. Có nghĩa là mình chọn vào một cái nút, thì ở đây nó sẽ có cái onlink event dựa trên cái object nào và chọn cái function nào trên cái object đó. Rồi thì mình kéo vào. Đó, mình coi cái tổng quát ha. Ok, thì ở đây á, ở đây thầy sửa lại cái bố cục của những cái control nãy giờ mình vừa tạo. Có nghĩa là ở đây mình gọi là những cái main menu này, để một xíu nữa nó có cái option này nữa. Thì dự định á, là mình sẽ thiết kế một cái vùng gồm những cái button setting, ví dụ như là dấu độ phân giải rồi sử dụng âm thanh này nọ, mình sẽ show cái menu đó ngay ở cái scene này luôn. Cái menu khi lúc show cái kia lên thì mấy cái này nó ẩn đi hay gì đó kiểu vậy. Thì do đó đây thì gom nhóm lại những cái control này vào một cái gọi là main menu, và mình cho nó một cái vùng riêng ha, sử dụng cái rip hồi nãy. Hồi nãy là thầy đã add vào cái canvas, nhưng mà thầy đã remove nó rồi, mình sẽ xài cho cái component main menu này. Đó, ha, thêm vào cái main menu gom nhóm nó lại. Ha, đó lúc đó thì mình chọn cho từng cái ha, lúc đó mình chọn cho từng cái, ví dụ mình chọn main menu, mình chọn option ha, main menu option. Đó, option. Rồi sau đó mình qua bên đây, mình bấm vào dấu cộng để mình thêm sự kiện ha, rồi mình kéo cái game object vào và mình chọn hàm, mình chọn cái hàm cho nó. Đó, thì mình chọn cái game object nào tùy ý của mình. Ví dụ ở đây mình chọn cái game object bên ngoài là cái component cha của cái button hiện tại á, là nó chứa cái này á. Rồi sau mình chọn hàm tùy, mình có ba hàm hồi nãy đây, play game, quit game và show option menu, ba lựa chọn đó, mình lần lượt mình map những cái này vô thôi là xong. Rồi anh thử. Play game thì nó bị crash.
À, lúc này trong video này lay game thì nó bị rách, tại vì cái ở đây nó có cái lỗi ha, đây nó có cái lỗi là cái build order index của mình nó không đúng. À, tại vì trong cái scene của mình lúc mà mình chỉnh để build ra một cái file release á, thầy chưa có thêm những cái scene vào cái danh sách scene index đó, nó không có. À, thì bấm vào nó lên dọc đỏ bên dưới debug, do đó mình chỉnh lại bằng cách là mình vô build setting. Ok, build setting ở chỗ này hôm trước mình cũng làm nhiều nhiều lần rồi nè, file build setting đó. Đó, file build setting rồi. File setting. Ok, thì lúc này á, ngay chỗ này á, mình thấy là trong cái chỗ trong cái chỗ là scene in build này á, scene in build này thì nó không có cái scene nào hết. Do đó thì mình có thể add cái open scene vào. Đó, mình add open scene vào, hoặc và mình đồng thời mình có thể kéo thả những cái scene ở bên dưới vào. Mấy em thấy đây, những vùng này mình kéo thả vào đây để mình tạo ra cái số thứ tự index. Ví dụ như mình thêm vào thì mấy em thấy là nó có số thứ tự đây là 0, 1, 2, 3 đó. Bên phải ha, số thứ tự là bên phải đây nè. Nó có cái số là đó là cái số mà cái hàm hồi nãy mình truyền vào đó, do đó hồi nãy thì nó mình gõ đại cái số vào thì nó vẫn đúng, hoặc là mình dựa trên cái scene build current ha của cái active scene là cái scene đang 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 thực thi, rồi mình gọi cái index tiếp theo mình cộng 1. Rồi đó xong ha. Bấm vô menu, load lên cái scene này ở vị trí thứ mấy hoặc là với cái name nào tùy ý của mình. Đó, từ đó đi được vô đây. Rồi tới cái option menu và cái quick. Quick thì có debug ha. À, quick thì mới làm debug bên dưới. Đó, option menu thì cũng debug luôn, chưa có cái option menu. Ok, cái option menu dự định thì nó cũng có những cái button và checkbox này nọ, do đó đây thì duplicate cái này ra. Rồi mình tinh chỉnh lại những cái thành phần trong cái option menu này cho nó đúng thôi. Lúc mình design ha. À, lúc mình design thì mấy em thấy là nó bị mờ đi thì có nghĩa là mình có nghĩa là bên đây mình có thể chọn cái enable ha. Enable disable cái menu menu để cho nó không bị lẫn lộn giữa hai cái. Mình ẩn cái menu đi tại vì này mình xử lý rồi, tạm thời ẩn nó đi để trên cái giao diện này mình dễ xử lý. Thử đây nó sẽ mờ đi. Sau đó mình design tiếp cho cái thành phần đang hiện là cái thành phần mà mình vừa duplicate ra đó. Thì mình có thể đổi test title này nọ, test macro á, mình đổi cái title của nó. Rồi giờ mình thêm một số cái thành phần khác ha. Ok, đây mình đổi cái option menu.
Rồi đối với cái này thì cũng cái option menu này thì mình thêm vào, mình sẽ chỉnh lại cái nút quit cho đến nhỏ lại, có nghĩa là quit ở đây là quit cái option menu này chứ không là quit game ha. Cái đó mình design cho nó khác một xíu để cho nó dễ hiểu thôi. Quit có nghĩa là mình đóng cái, thật ra low cũng được ha, đóng cái option menu này lại. Rồi mình sẽ tạo ra những cái title khác để lần lượt mình thêm vào một cái một số cái option mình có thể cho mình tùy chỉnh ha. Như đây là thầy sẽ làm về âm thanh hay sao á. Để coi cái đang làm gì ha. Âm thanh với nhớ chắc có độ phân giải. Âm thanh thì như là có slider. Ok. Âm thanh thì mình điều chỉnh cái volume khác nhau thì mình sẽ sử dụng cái slider ha, sử dụng cái slider có sẵn. Thì với cái slider này mình có thể tùy chỉnh lại những cái thành phần trên slider đó, như cái nút, cái thân của slider đó nó là những thành phần riêng lẻ ha, mình có thể tùy chỉnh lại. Tuy nhiên như trong menu này thì để mặc định ha. Không không nhớ, để coi nha. Slider ha. Đã này. Đây là những cái thân với cái nút ngay chỗ này nè. Cái hình dạng của nó mình cũng có thể thay đổi, mình lấy cái hình của mình thay thế cái hình của nó. À, vậy là xong. À, tại vì nó là những cái thành phần con nó lồng nhau. À, cái thân này giống cái ống này, mình cũng có thể thay đổi màu hoặc là hình của mình, vân vân. Đó, mình thấy là khi mà sổ ra những cái thành phần ở bên phải, ở bên trong cái slider này nè, nó lồng nhau nhiều cấp. À, đó thì tùy vào mỗi cái cấp mình muốn custom cái nào á, mình chọn cái đó mình custom lại thôi. À, tại vì những cái cơ bản này nó chưa có đẹp, do đó mình muốn đẹp hơn mình custom lại. Đặc biệt đó là khi mình custom á, là mình nhớ như là ý của thầy nói là mình coi cái thành phần con nào nó lồng nhau đó, mình sẽ chọn cái thành phần con đó và mình đổi thành phần con đó thôi theo ý của mình, chứ nó không phải là một cái thành phần đơn lẻ mà nó lồng nhau nhiều cấp ha, thì mình chọn cho nó phù hợp. Thì sau khi mình design xong thì cái nhiệm vụ của mình đó là mình sẽ link cái giá trị của cái slider hiện tại với một cái control nào đó, với một cái link giá trị với một cái giá trị đó với cái gì đó mình muốn tinh chỉnh, ví dụ như cái độ lớn về giá trị về volume mình muốn tinh chỉnh. Và đồng thời chỗ này á thì thầy sẽ khai báo một cái menu game object ở trong đây, chắc là để ẩn hiện cái option menu này lên. Đó, mình sẽ tạo cái game object. Mình sẽ tạo cái game object đại diện cho cái option menu đó ở trong cái script của mình.
Rồi tại vì cái brief này là trên cái main menu đó, thì trong đó có cái hàm là show với hai cái main menu đó ha, thì mình cho cái option menu này nó ẩn hiện lên. Mục tiêu của mình là vậy ha. Rồi thì bây giờ để show lên thì mình gọi sau khi mình có cái đối tượng đại diện rồi, thì ở đây mình gọi cái hàm là set ID cho nó cái vùng của cái option menu đó nó hiện lên. Đó. Còn việc quyết để ẩn nó đi thì mình chưa có sự kiện. Rồi bây giờ để mình test để mình chạy thật thì bình thường á cái option menu này á nó chưa có hiện, do đó mình lúc mình design á thì lúc mà chạy ban đầu á thì mình ẩn nó đi, mình cho cái main menu của mình nó show lên, nó gồm có cái nút là nút play, nút option này nọ nè, khi mình bấm vào nút option thì mình mới show cái kia lên và mình ẩn cái này đi kiểu như vậy. Hoặc là giả sử như cái design của mình, cái option menu nó đè, nó thể hiện overlay lên đây rồi, thì mình có thể khỏi khỏi ẩn cái này đi cũng được ha, tùy lúc đó là tùy cái việc thiết kế, tức là cái ẩn cái hiện cái ẩn, hoặc là nó đè nó hiện lên và nó override lên tùy ý của mình. Rồi thì chỗ này nó có cái ý cũng khá hay là ở đây, thì khi mà nhấn vào cái nút thì mình có thể add những cái sự kiện khác nhau đồng thời, ví dụ như nãy nhấn vào cái nút show option menu thì mình có cái sự kiện để show menu lên rồi, nhưng mà mình muốn có thêm một cái hàm xử lý khác ở đây, và đặc biệt là cái hàm xử lý đó là mình sẽ gọi những cái hàm có sẵn gắn với cái game object nói chung ha, game object nói chung. Thì mình có cái hàm là game object cho set ID, nó vừa show cái menu đó lên, và mình mong muốn là cái main menu này mình ẩn cái main menu đó đi kiểu vậy, thì mình gọi cái hàm là set ID, nhưng mình bỏ bỏ dấu check. Set ID bỏ check là phone, tức là set ID phone là ẩn bản thân của cái main menu đó xuống, thực hiện hai cái cùng lúc. Đó, hai cái cùng lúc. Quit thì mình chưa làm, quit bên đây thì mình chưa làm. Ok, tạo luôn cái brief ha. Tạo luôn cái brief cho cái option menu này. Đấy, rồi nói chung là tạo rip thôi, không biết lúc có lúc thì nó không có brad cái rip có sẵn vào được, cho nên nói chung là mình new rip.
Thật ra thì mình chia cái brief ra cho nó phù hợp thôi, còn không á thì mình xài chung với cái main menu, cái brief main menu hồi nãy luôn cũng được, tùy vào mỗi người thiết kế. Ừ, cái lúc này là như đang có sai, tại vì chọn nhầm cái nút quit. Rồi ha, ví dụ mình chọn cái nút quit trong cái thành phần option menu này, rồi mình xét sự kiện cho nó giống như là cái nút quit bên main menu thôi, thì nó vẫn có hai cái, nó vẫn có hai cái là ẩn nó đi và show cái main menu lên. Đó. Rồi xong cái việc mà ẩn hiện lên ha, ẩn hiện chủ yếu nó xoay quanh hai cái hàm là set ID cho một cái object. Về cái âm thanh ha, thì mình sẽ dùng cái audio listener, thì mình điều chỉnh cái volume của nó lại. Audio listener và audio mixer ha. À, một trong hai cái đó. Mixer bên dưới đây. Chỗ này ha. Đó. Thì điều chỉnh âm thanh á, là mình có nhiều cách điều chỉnh. Giả sử như mình có thể chỉnh âm thanh riêng, nhạc nền, âm thanh nhạc nền riêng, âm thanh hiệu ứng riêng. Đó, thường là mình có hai cái như vậy. Thì mình có thể tạo cái mixer với nhiều cái channel khác nhau. Lúc mà mình design hôm trước á, là thì mình chỉ xài một một cái nguồn thôi. Hôm trước là mình lúc mình design mình xài một cái nguồn nó listener từ một thôi. Thì mình tạo cái audio mixer này ra, giả sử mình có thể tạo hai cái nguồn. Thì gắn với mỗi cái nguồn như vậy, mình cho những cái đoạn âm thanh mà lay hôm trước á, mình sẽ listener một cái nguồn này, nguồn 1, listener nguồn 2 vân vân. Thế thì ngay chỗ này á, lúc mà mình setting này á, thì mình có thể gắn cái slider đó với cái nguồn thứ nhất, đổi cho cái volume nguồn thứ nhất, cái slider đó đổi cho volume của nguồn thứ hai. Đó, lúc mình đổi hai cái như vậy, còn cái listener lúc nãy thì vừa nói đó, mình listen cái nào nó bị thay đổi rồi thì nó sẽ lớn hoặc là nhỏ riêng lẻ, lớn hoặc là nhỏ riêng lẻ giữa hai cái loại âm thanh. Mình tạo một cái mixer ha.
ở chỗ này đó. Bên tạo thì nó có một, đấy mình có thể tạo những cái group khác nhau ha. Cái group khác nhau là cái mà thầy vừa nói đó. Một cái group sẽ có một cái điều chỉnh âm thanh riêng. Ví dụ mình có một cái master và một cái new group. Thế thì lúc mà mình tạo, mình để mình tạo những cái audio suột, những cái nguồn lắng nghe, cái phần âm thanh lúc trước mình làm rồi đó, thì ở mỗi cái nguồn lắng nghe đó mình có thể cho nó xài một cái group này. Khoan, hình như ở đây là bắt lại một xíu rồi. Ở đây chỗ đây là chọn cái option menu ha, thêm vào cái thành phần audio suột để mình có thể lắng nghe âm thanh ngay cái lúc mình tùy chỉnh luôn ở chỗ này ha. Mình thêm cái audio suột, một cái component audio suột ở bên đây đó ha. Rồi giả sử như ở đây audio suột mình cho cái audio clip của nó là background, hoặc là audio clip của nó là một cái effect nào đó để mình tùy chỉnh cái âm lượng ha, lúc nó lay lên á mình tùy chỉnh cái chỗ đó. Thì cái chỗ này đó, cái chỗ này là cái mà thầy vừa nói nè. Cái output này á, mình output ra cái nào mình có thể chọn cái chỗ này. Tại vì khi mà mình tùy chỉnh cái slider đó thì mình có thể chỉ định là tùy chỉnh lên cái master, tùy chỉnh lên cái new group. New group ở đây là thầy chưa có rename ha, mấy em có thể rename lại effect sound hay background sound gì đó vân vân. Này là thầy tạo chưa có rename. Rồi thì lúc mà đó thì cái audio đó nó sẽ output ra cái nguồn đó, và cái nguồn đó bị tinh chỉnh lớn nhỏ là ngay chỗ này. Lúc trước là mình xài mặc định nó chỉ có một cái thôi. Master ha, thì lúc đó mình tinh chỉnh cái master thì cái âm thanh này nó bị nhỏ lại. Đấy. Đây, đó thì lúc mình đang play cái game, mình đang play ở chế độ play mode để mình test, thì ở đây khi mình chọn cái output của cái master này rồi thì mình có thể kéo cái đoạn này, cái đoạn độ lớn âm thanh này lớn nhỏ ha, để lúc đó mình sẽ xem là cái âm thanh của mình mình test cái âm thanh của mình như thế nào á. Dĩ nhiên lúc đó là mình chưa có gắn liền cái slider này với cái việc điều chỉnh ha, mình hai cái đang rời play mode, chỉ là play cái background đó lên và điều chỉnh để nghe thử thôi, chưa có làm cái slider. Cái slider này là cái slider của cái master ha, của cái mixer đó, chứ không phải là cái setting của mình. Ok, rồi. Ở chỗ này. Thế thì bây giờ bắt đầu cái việc mà điều chỉnh á, thì mình chọn cái master này, master group này xong rồi á, qua bên đây thì nó sẽ có cái thành phần để mình điều chỉnh bằng cách là mình chọn expose volume of master to grip. Mình chọn expose thì nó sẽ đưa ra cho mình một cái biến về giá trị tương ứng, và mình điều chỉnh cái giá trị đó thì giống như là việc mình kéo cái slider ở đây để mình điều chỉnh ha. Và mình sẽ kết hợp cái slider trong cái menu của mình tác động lên cái biến đó, thì
Lúc đó cái giá trị volume nó thay đổi theo mong muốn của mình thôi, mình chọn export, chọn export thôi. Khi mình chọn expo xong rồi á thì ở cái góc ngay chỗ này ha, và ở trong cái editor này là cái góc bên bên phải và ở trên trong cái khung cửa sổ của audio mixer á, ha bên phải ở trên thì nó có xuất hiện thêm một cái parameter đó là my expose parameter. Thì lúc đó mình có thể rename cái này là hãy ví dụ như là master volume hay là gì đó vân vân. Rồi mình vào code mình sẽ tác động lên cái này để mình thay đổi. Như thầy nói là hai cái group này ha, hai cái group này mình có thể có hai ba cái biến expo gì đó để mình thay đổi hai ba loại âm thanh. Còn như trong video này thì chỉ làm một cái thôi. Đó, mình đặt cái tên biến rồi ha. Đây. Thì mình tạo ra một cái nguyên mẫu hàm với tham số đầu vào là volume, với tham số đầu vào là kiểu load. Nó sẽ mark, nó sẽ gắn với cái sự kiện trong cái slider của mình. Khi mình slide mình di chuyển mình kéo qua kéo lại thì nó có tham số đầu vào trả về giá trị là như thế nào đó. Thì mình dùng cái giá trị tham số đầu vào volume ở đây để mình điều chỉnh. Ủa gì vậy? Này chắc quên hay là bị lỗi gì đó hay sao? Tự nhiên ra đây. Đợi xíu nha, để tôi tới cho. À, có thể là lúc này là đang nghỉ giữa tiết cho cái video này. Rồi, khai báo một cái audio mixer ha. Public. Sau đó gọi hàm mixer set plot với tham số là name và giá trị. Đó, name và giá trị. Thì như vậy thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ link cái mixer lúc nãy mình tạo ra vào cái game offset ở dòng chính. Và vậy ha, rồi mình tác động dựa vào cái tham số volume. Thêm thư viện. Chọn option menu ha. Xong rồi mình sẽ kéo cái mixer của mình vào cái game offset.
Mixer mình vừa tạo ra đó, link và game object mình vừa tạo trong code. Xong rồi mình gắn cái sự kiện ha. Xong rồi mình chọn slider, mình gắn cái sự kiện cái slider này. Đó, mình gắn cái event của nó với cái function, với cái function của mình. Ở đây là option menu controller ha. Khi mà một cái game object được kéo vào thì nó có những cái hàm cơ bản của game object đó, hoặc là red transform hoặc là audio source có sẵn. Thì mình chọn controller của mình để nó ra cái hàm của mình đã code. Đây. Gentleman ha. Thì ở đây mình thấy là tương ứng với một cái sự kiện của một cái component đó, thì ví dụ cái sự kiện slide của cái slider này thì cái hàm xử lý của nó sẽ có dạng tham số đầu vào là một cái biến plot. Đó, thì do đó khi mình chọn cái hàm đó thì nó sẽ có dynamic plot, cái tham số báo hiệu ở trên đây. Ok, cái này là mình một cái mixer group này nó có giá trị ha. Một cái group này ví dụ đối với cái master hoặc là cái new group nó sẽ có giá trị trừ 80 decibel đến 20 trừ đến 20 tương ứng với cái độ lớn nhỏ. Thì do nhưng mà thường là mình điều chỉnh âm thanh là mình sẽ điều chỉnh từ 0 đến 100 kiểu vậy. Thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ tự động mình chuyển đổi giữa trừ 80, 20 này cho đến qua cái 0, 100 trên cái slider. Do đó mình coi cái số này, mình điều chỉnh lại cái giá trị min, max của cái slider cho nó phù hợp thôi. Ở đây mình có min với max. Đó, mình điều chỉnh cái min, max value này cho nó đúng với cái giá trị min max của cái group mixer bên kia. Thực ra thì giả sử mình không điều chỉnh như chỗ này á, thì cái đoạn giá trị khi mình kéo từ 0 đến 100 nó không có phù hợp với cái giá trị thật sự của cái mixer đó, âm thanh của mình nó không đúng. Do đó mình điều chỉnh cái này thì nó sẽ tương ứng với việc lớn nhỏ. Rồi, nếu mà mấy em làm như thế mà mấy em run thì nó sẽ có âm thanh ha. Đó. Nhưng mà mình có thể lấy cái label này nọ ở đây rồi mình để số 100 hay là số gì đó ha. Đó thì dễ. Đó. Ok. Mình qua đây mình sẽ phao game thử ha. Sẽ phao game thử. Thì mình qua đây. Rồi. Cho nhỏ lại thì ở trên đây để phao game thì bắt cái sự kiện thôi. Thì giả sử ha, dĩ nhiên á là file game rồi mình show menu này nọ ha, thì chắc là mình sẽ copy cái này qua, mình copy image này, copy cái menu qua, copy menu qua xin này, rồi mình giống UI này. Em lên, bắt qua, show lên thử. Đấy, show lên thử thế nào ở đây. Tuy nhiên là cái nút này nó chưa phù hợp lắm, đổi là một tí xíu. Chắc là mình đổi cái nút play thì nút resume. Cái sự kiện này xíu mình nhớ đổi lại nha. Play thành resume.
nút option này mình đổi thành nút sell. Và cái này là quit game luôn cũng được, mình cứ đẩy thôi, không quit thì mình tắt cái xóa nút này đi. Rồi cái màu kệ đó ha, mình biết mình nói với mình chỉnh rồi. Rồi thì cái chỗ này, cái menu này mình bên control grip, cái grip của mình như chỗ này. Ok, mình có thể tạo thêm một cái script là, giả sử mình tạo thêm cái script là để xin mình xài chung của nó là tạo là manager. Okay. Này, xíu mình để mình xài, mình stop cái game scale, time scale của mình lại. Thế thì bây giờ mục tiêu của mình là và resume cái game. Rồi mình mở cái script này. Không game manager. À, lỗi my game manager. Rồi. Vô này đi. Rồi, này đi. À, mình sẽ tạo là button pattern. Xài cái button đó. Xong rồi mình sẽ cài đặt cái install cho nó. Mình cài đặt cái install cho nó cách này là new my game publish này nữa. Xong rồi cái này mình biết rồi á, cái này là ở sim đầu. À, mình chỉ đổi có thôi, tạo ra cái public static và đây nếu mà luôn thì mới, còn không luôn thì return cái đang có. Okay, ở đây mình sẽ có cái hàm là sao em của nó bằng không á, không em lại boy đây tham kêu bằng không. À, time scale mình để time xong cho bằng không thì nó sẽ thao cái game cũng, có nghĩa là nó không chạy hay là update gì hết. Thế thì mình có resume chúng ấy này, xong rồi xíu mình qua mình gọi qua đây. Rồi bây giờ mình xử lý ha, và làm sao để mình xài hai cái bên kia thì mình coi cái nút để enter là resume. Xong này là nên mấy cái nhóm lúc viết cái bài dâm. Thì lúc này cái menu của mình có thể làm thêm cái cài đặt cái hàm khác ha. Mở qua bên cái menu để đây luôn. Topic point. Boy file game đó. Thì mục đích thì tạo cái mang game đến sau này để mình làm nhiều cái hàm khác nữa ha. Đây đang test file và resume thôi, mình có thể load âm mình có thể chuyển scene nhờ vào cái mang game đến sau này của mình. Mình qua đây mình chọn mang game đến sau install file game. Okay. Cái này tại sao nó báo lỗi, qua đây click ha. Rồi xong qua rồi đó. Như thế thì có resume luôn, resume mình bấm nút bên kia đó. Rồi mình liên kết tên giao diện đó. Thì ở đây bấm vô nút resume có tên giao diện, xong mình chọn cái sự kiện click cho nó menu. Menu resume game. Ok, thế thì còn cái file game thì sao? Rồi, ở ngay cái màn hình này thì file game là mình sẽ detect cái nút escape. Nút escape để file game lại. Thì cái qua đây mình chọn action file game. File game
Rồi chỗ này mình thêm một cái action mới từ cái new input system hôm trước ha. Cho bao game mình nút escape, rồi mình sẽ khi nhấn nút escape mình sẽ gọi bao game lại, tại vì resume thì mình vừa làm rồi. Tiếp tục ha. Mình có binding này, mình bấm vô listen, mình chọn escape ha. Sorry, nhầm, bấm nhầm. Keyboard. Escape keyboard. Ok, không. Rồi, mình qua cái script. Có con lúc này cái mình có thể check cái con Ruby này luôn ha. Thì qua Ruby này mình thêm cái sự kiện lúc nãy mình đang làm mấy cái rồi. Ok, top này là sau đây tại sao nó chưa có, thì quay qua đây bấm sale bấm sale rồi qua đây lại đấy tao hộp cơm on em rồi copy này xuống dưới đây on bao game thì lúc này mình có hai cái mình cần làm. Một là mình show cái menu lên, hai là mình tao game lại thì coi on bao game check hộp cơm. Ok, đầu tiên là mình gọi cái my game manager on ok and show menu menu ở đây đó là cái này là how menu chứ không phải là game ha. Tại nãy lúc mà mình copy qua mình chưa có rename thì mình có thể gọi cái hàm mặt show cái menu đó lên. Bằng cách là mình sẽ cho nó empty ha, mình cho nó empty. Ok, mình qua cái menu này. Thì cái chỗ empty này á, mình có nhiều cách. Một đó là mình đặt một cái game object empty ha, trong cái scene của mình để mình quản lý cái menu đó, hoặc là mình đưa cái menu đó vào scene manager, rồi từ cái scene manager đó mình gọi empty hoặc là deempty cho cái power menu, cái giao diện power menu mà mình đang muốn ẩn hiện ha. Thì cái những cách này đối với cái video này thầy làm đơn giản là thầy đưa vào Ruby luôn hay sao đó, hoặc là game object để coi coi như thế nào hả? Coi ra đây có cái lỗi mình như thế nào coi lại bấm vào cho nên không có tạo riêng. Bây giờ sao sâu nó lên mình lên code thì đụng mình nghĩ cái lồn sao cho nó hợp lý thôi. Thôi để trong đây my name is the option man. Ok, tạm để đây đi anh em. Để mình suy nghĩ. Ốc vào thì nó dừng lại rồi. Cái này thì để cuối cùng để cách nào vậy? Để coi coi. Để test. Thử cái nút escape trước đi ha. Lúc đó thì để mình suy nghĩ. Ốc vào nè. Ốc vào thì nó dừng lại rồi. Ok. Thì mình bấm thì dừng. Di chuyển lại nè, tức là mấy cái hành động của mình đó, nó đã hành động rồi. Tao nè, mình zoom nè, chỉ có cái này
Và mình thêm một cái thành phần, đợi một xíu nữa mình làm cái kia ha. Mình thêm cái thành phần ethanol ra. Những cái ethanol này cho cái đất cái màu nó color đẹp. Đúng rồi. Cái này quên ta. Em đâu đâu. Em đâu em ok, cũng là nhờ cái gì. À, thầy định làm cái background cho nó ha. Vì thông thường cái menu của mình show lên thì nếu mà cái background mình trong suốt thì nhìn cái game của mình nó không có khác gì và nó không có làm nổi bật cái menu, do đó mình có thể chỉnh cái background của mình, mình chỉnh màu đen và chỉnh alpha lại cho nó kiểu mờ mờ background của cho nó phù hợp thôi. Chọn màu ha, ví dụ chọn hồng lợt, đen lợt, trắng đậm gì đó vân vân. Rồi, chỉnh alpha đen lại. Lại sao nhỉ? Đây. Đây, dẫn lại. Dẫn lại. Thì nó sẽ mờ mờ đi một tí ha. Ok. Thì thôi mình làm trong đây cho nhanh. Thì mình tạo cái game offset menu. Dùng tab ha, dùng tab thử. À, mình dắt cái để thì tôi nhanh qua khúc này ha. Anh tắt không? Khúc này nó bị lỗi gì đó, giải quyết lúc debug đó hơi lâu. Tôi quay đi. Rồi, đây là cách đây. Mình nói ha. Rồi. Đây. Tại vì đây nó có cái hàm này rồi nè, mình có thể gọi cái lớp cái offset rỗng mà thầy vừa nói. Ok, ở đây thì mình sẽ có ok đó, một dòng nữa thôi, nãy mình nói rồi cho nhanh là mình power game, đồng thời cái power menu đó mình set up nó đi, power menu đó là một cái game offset mình đã liên kết rồi. À, vậy là xong. À, mình liên kết từ chính cái controller của thằng Ruby này, hoặc là mình liên kết thông qua cái My Game Manager này, hoặc là một cái menu manager gì đó vân vân. Nói chung là mình để game object đó ở đâu thì mình gọi mình thể hiện lên. Đấy. Thì bấm Resume. Resume thì như thế nào? Resume của anh đây. Home. À.
Đang lại. Rồi. Đây. À, quyết thì mình không có xài cái này tại vì mình build ra mình quyết mình bị boss giống như nãy không quyết mình đẹp rồi dân được rồi sau lên được rồi ok còn cái cuối cùng là sale ok resume thì mình ẩn hiện như nãy thầy nói là mình sẽ gọi cái hàm active cho cái game object hiện tại thì mình gọi bằng code hoặc là mình gọi bằng cái event sự kiện lúc mà mình đặt cho cái button đó luôn. Rồi, thì cơ bản là xong cái loại menu, ba loại menu menu chính gồm có menu setting, setting ở đây thì mình chỉ có một cái slider thôi. Thì ngoài ra ở trong những cái component đó thì mình có còn những thành phần khác, ví dụ như là một cái list và mình sẽ plot những cái item vào để thường đó là giả sử như mình cho cái sự kiện là chọn cái độ phân giải của màn hình ha, thì đó mấy em sẽ tự tìm hiểu thêm ra nó có mấy dòng mình load cái độ phân giải của màn hình lên và mình đưa cái danh sách độ phân giải đó vào cái list, rồi mình xử lý cái sự kiện chọn giống như là mình vừa làm cho button và slider rồi xong đó về cái option đó. Rồi cái menu Power Game và Resume nếu mà cái game play của bạn nào thì thật ra cái đó cũng khá quan trọng mà xài được nhiều chỗ ha, tại vì nó game play cơ bản là cũng có. Thay vì mình Resume thì đây mình có thể sell, mình ai mà không có file Resume thì mình có thể sell vân vân tùy theo game play. Thì cái vấn đề tiếp theo là mình làm cho cái sell có thể dùng với nhiều cái loại file, mình có thể sell dạng mình có thể sell thông tin dạng JSON hoặc là dạng XML hoặc là dạng binary thì mình có thể sell dạng binary để nó bảo mật cái thông tin hơn, giúp cho ít bị hack này nọ. Thì mình sell dạng JSON đó thì người chơi người ta có thể điều chỉnh điểm số mạng sống này nọ, binary thì nó ở một mức nào đó khó hơn thôi chứ không phải là mình tốt nhất rồi nha. Ở một mức nào đó thôi thì lúc này á lúc này mình có thể gọi cái bắt cái hàm, mình cho thằng này xem mai game giờ này ha, sell game ok sell game thì chắc là mình sẽ sell với thông tin của con player đó như thế nào ha. Sell game thì có nhiều thông tin mình truyền vào, hiện tại thì á ở đây thầy lấy cái chắc là thầy lấy cái position và cái máu của heal của cái con đó bao nhiêu thì sao lại thôi. Đây thì truyền cái game xuống mình giờ là player vô thôi thử. Rồi. Thì ở đây nó sẽ có những cái gọi là core data, là những cái dữ liệu mà gắn với cái app luôn, thì nó sẽ có cái reference. Đó, thì nó có player reference này, nó xét theo kiểu là dictionary có ok thì sell là mình đang nói một mình muốn sell xuống một cái file đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình sell vô cái dữ liệu của cái app hiện tại luôn và nó lưu trong một cái file dạng dictionary của riêng nó. Thì mình có thể dùng cái last có sẵn là player reference này, nó dùng theo key value đơn giản như thế này đó. Thì có hai cách ha. Cái cách layer reference nó chỉ có một hai dòng như thế này thôi. Thì cái bài tập về nhà này xong này có bài tập về nhà là tạo cái menu giống như là nãy giờ thầy demo ha. Thì thầy sẽ yêu cầu là file binary thầy sắp demo hoặc là reference dạng này hoặc là json xml gì đó, mình chọn hai trong mấy cái được yêu cầu, mình chọn hai thôi. Đó thì mình xài ha. Đây là một cách khi có menu này nọ thì đây là một cách nhanh nhưng mà không có thành cái file nha, nó lưu ở trong cái app luôn, thì một cái gọi là một cái file SQL ở trong app luôn nhưng mà không xài này, để bây giờ mình đang nói file cái chỗ này thì là cái chỗ này là đính chính lại là cái chỗ này nó không phải xa lưu ở SQL ha, SQL như cái video vừa nói
mà nó sẽ lưu thành một cái file blist ha, một cái file json giống như thầy vừa nói thôi. Trong cái video này là thầy nói file SQL thì chỗ này bị nhầm. SQL line là vừa nói là bị nhầm. Mình lưu trong một cái file json blist bình thường nhưng mà nó lưu ở trong cái ứng dụng đó ha. Mình có thể coi được cái file đó. Chắc là mình sẽ dùng cái bằng IO này gọi là using new file system. Cái này liên quan đến CSAP, liên quan đến CSAP nhiều hơn Unity, tại vì giờ mình lấy cái đối tượng đó mình sao xuống thôi thì mình có thể dùng cái này. Rồi thêm một cái nữa mình tìm luôn là binary này, system runtime serialization formatter binary. Mình có cái lớp là binary formatter, nó nằm trong cái tập namespace này. Rồi xíu nữa mình sẽ xuống mình xài ở đây. Cái này là nó gợi ý thôi, chạy nó xíu mình xóa nó đi. Thế thì mình sẽ lưu thông tin position và view lại. Thì để lưu được cái thông tin đó thì mình có thể tạo ra một cái model giống như là một cái game up, cái đối tượng last bình thường để lưu thông tin đó. Truyền qua bên đây tạo grid, tạo cái grid để lưu, mình gọi là Ruby data chẳng hạn. Rồi đi grid qua đây, mở này lên ha. Thì cái lớp này không phải mono, mình chỉ chứa dữ liệu bình thường thôi đó. Thì để mà mình đồng bộ giữa cái kiểu tự động giữa binary rồi nó load lên mô đồ này nọ thì mình có cái gợi ý là serialize view tạo lát bỏ này đi, có cái hàm này okay, chắc là mình tạo lát có copy ở đây mình muốn luôn đem gì hết. Rồi copy copy xong nhẹ. Position này thì kiểu là thường á, kiểu vậy. Tuy nhiên á, thì ở đây mình không có lưu vector 2, vector 2 á cái kiểu này nó không có rồng bộ xuống được, thì mình phải lưu những cái kiểu cơ bản, kiểu offset cơ bản hoặc là kiểu offset nào mình đánh dấu lại cái này. Thế thì ở đây mình sẽ xài là những cái số riêng lẻ, mình sẽ xài phần mảng. Mảng cái này vô position. Ok, xong rồi. Thì làm tạo cho nó hàm khởi tạo ha, position. Mà hàm khởi tạo á thì ban đầu là mình khởi tạo cái này là pattern ngay. Rồi, thì thế thì nếu mà pattern ngay ở đây á thì mình sẽ new load 2. Ok, xuống dưới mình dán bằng những cái vị trí vào 0, 1. Đấy, bằng cái lớp dữ liệu. Rồi, bây giờ mình qua này, mình sẽ xài cái dữ liệu đó từ trong player này tạo dữ liệu đó. Thì để làm được cái việc đó thì mình sẽ tạo cái đường dẫn thì trong cái application này á, nó có cái lớp application mà nó cung cấp cho mình cái lớp là cái thuộc tính là position data path. Tùy theo mỗi hệ điều hành là cái đường dẫn để lưu nó sẽ khác nhau. Windows lưu trong từng data nào đó, Mac lưu trong từng một data nào đó, máy UI thì lưu trong nào đó. Cái này là cái file của mình mong muốn ha. Rồi. Giả sử như mình làm như thế này. Thế thì cái chỗ dấu cộng này và cái đường dẫn này có chắc là
cái máy, mỗi máy Mac nó có cái format đường dẫn nó giống nhau, do đó mình cộng này là cách bình thường Windows cắt được ha. Để đảm bảo thì mình xài cái loại khác, đó là mình xài cái lốp bát cho cái hàm combine, có cái hàm combine thì mình xài cái này để chính xác hơn. Rồi tạo đường dẫn xong rồi ha, thì lúc này mình sẽ tạo ra cái format binary và cái stream nào đó để mình ghi cái dạng binary xuống cái stream đó ha. Thế thì mình tạo cái stream từ cái file stream VA ha, từ cái đường dẫn này. Rồi mình sẽ tạo cái Ruby Data. Mình tạo cái Ruby Data thì mình sẽ lấy cái cái con game object mà controller này này ra. Thì á cái layer này chắc là mình lấy là Ruby controller get component. Đấy, get component. Rồi. Đó, Ruby data sẽ bằng có gì đó, tham số. Lúc nãy mình có hai cái tham số. Thế thì Ruby component này không biết là có cái hiệu hay không mong muốn. Ruby controller này mình sẽ lấy cái transform và sẽ lấy cái position. Ok, để mình bỏ nó đi, để nó đó là đang mong muốn luôn hai cái thôi, tùy. Rồi. Ủa cái này là cái gì? Rồi. Xong rồi mình sẽ tạo cái binary format. Mình hay binary format ha, thì mình tạo cái formatter. Binary formatter giống như cái lớp mình đã vừa nói đó. Ở cái formatter này á, mình sẽ đưa dữ liệu vào cái formatter này xong rồi mình ghi cái dữ liệu vào xuống file là xong. Thế thì mình có binary formatter đồng bộ cái dữ liệu này, cái dữ liệu Ruby data cái lớp đó xuống cái file này, xong đó đồng bộ xong rồi mình đóng cái stream lại ha, đóng cái luồng ghi đó lại. Hello, đó là xong. Trong lúc đó thì chắc mình lóc cái đường dẫn này ra luôn. Rồi, để xíu mình biết đâu mình coi file thử. Ok, sao game với cái này. Rồi, những cái bước cơ bản mình tạo cái lớp dữ liệu hồi nãy ha. Sau đó thì cái bát thì tùy mỗi người ha, ở đây thì gợi ý là mình dùng cái bát combine để mình tạo cái đường dẫn đúng. Rồi mình mở cái luồng ra, thì cái này đối với sim cộng si, đối với C# thì mình xài cách này, mở cái file stream ra là mình ghi cái dữ liệu xuống thông qua cái lớp model Ruby data vậy thôi, đơn giản vậy. Thế thì bây giờ qua cái game menu, menu này. Rồi, mình sẽ gọi ha, mình sẽ gọi cái ok, sell game public rồi, nhưng mà sell game mình cần cái đối tượng player nào đó ha, mình mở đây. Mình cứ đặt đây trước đi. Game object player mình bỏ vào. Rồi, xem game với cái đối tượng player này, xong rồi anh debug ra. Ok, như vậy mình còn coi player này ở đâu trong cái menu thôi. Còn qua giao diện ha. Mở này ra. Ok, đây có player, mình kéo con Ruby vào để lưu thông tin của nó. Mình thay là như vậy. Rồi nó in ra rồi, anh thử bấm sell,
cái gì đây? Option menu của cái menu Hangouts in the side. À. Cái nút mấy cái nút đó, những cái sự kiện á nó không đúng. Đây nãy mình có out. Xóa nó đi làm lại, mask lại cho nó dễ. Nãy mình copy qua mà. Thì với lúc nãy copy qua do đó cái nút sell đó, cái hàm này, xử lý của nó không đúng. Ra. Bấm main menu. Sell. Rồi, sell. Đây, bài ha. Đây. Ok, go. Coi thử nha. Đây, luôn này. Đó, luôn trên đây mở lên thì dữ liệu nữa dữ liệu tạm thời thì dữ liệu này mình phải dùng cái chương trình đọc file binary mình mới coi được. Tắt mềm lót lên rồi ngược lại thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình đọc cái dữ liệu đó lên và mình set những cái vị trí của cái con game offset của mình hay là cái giá trị nào mong muốn của mình thôi. Thì hiện tại chỉ có hai cái thôi ha, mình đọc lên rồi mình đặt cái giá trị vào cho đúng thôi. Tại vì mình không có unlock và sao dạng binary, bây giờ mình bắt lên lại. Lost game thì chắc là nó game này thì chắc là mình cũng tìm con Ruby rồi lên lên vô luôn. Mình chuyển game object. Ok rồi, tạo ra cái bát ha. Rồi kiểm tra cái file đó, tạm biết mình có lưu hay không, mình kiểm tra cái có hay không. Sau đó mình mở ra. Mình mở ra file, xong mình vào editor này. Xong rồi mình lấy cái Ruby này. Cái Ruby editor này bằng cách là mình gọi cái hàm. Rồi, có một cái hàm ha, hồi nãy là serializer. Còn cái này là deserializer. Deserialize chứ. Xin lỗi, đọc nhầm. Deserialize. Lấy dữ liệu lên, đưa vào cái model. Ok, thì từ cái Ruby data này thì mình có những cái property thuộc tính của nó, mình muốn xài đâu mình xài. Đó, mình muốn load ở đâu thì mình load, mình có thể lấy ra mình truyền qua load bên kia, mình load hay gì đó mình truyền, và ngược lại mình đem cái game object qua đây thì mình đặt qua đây luôn. Nói chung là mình kiểm tra đường dẫn có hay không, mình gọi cái hàm deserialize, mình lấy dữ liệu lên. Serialize. Hồi nãy là mình serialize đồng bộ xuống file, bây giờ file đồng bộ binary gán vào cái object Ruby data, đồng lô lại không xài file nữa. Rồi cái đám này là plot cái dữ liệu này lên cái con Ruby của mình, có vị trí về máu hay như thế nào đó, setup dữ liệu ha. Thì trên composition nè, ngay chỗ cái composition này lúc nãy mình luôn hay giá trị plot thì new vector 2 ấy, new vector 2 với hai cái giá trị composition Ruby data có composition là cái mảng hai phần tử thì không với một ha. Như mà biết sao chúng ta Ruby data lỗi thì mình để coi con này như thế nào. Object plot position. Rồi, con sao tiền. Chỗ này là viết sai chính tả. Ok. Đây. 1 2 3. Rồi, qua đây. Ruby nó có rồi. Bây giờ cái hiệu này đối với con Ruby thì như là cho cái lớp con Ruby hiện tại lớp có sẵn của nó đang là
chapter luôn, chapter thêm chapter cho nó. Đây, giờ là xong rồi. Okay. Theo rồi, boss game đó thì nó có gì? Okay, mình test bằng dữ liệu rời rạc ha. Bây giờ mình sẽ đi lên đây, chạy lại để lấy dữ liệu nha. Ok, đi lên đây. Cho máu nó mất một xíu ha. Và cái vị trí nó nằm ở chỗ này. Rồi bấm back cell. Rồi xem xuống rồi. Thì bây giờ load lên. Thì làm menu load thì quay qua menu. 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 Số menu lên. Option. Option mình đi. Okay. Ok, mình thêm cái nút. Mình thêm cái nút load game ha. Load game. Đó, thì đang rồi. Thêm nút load game để load dữ liệu lên. Qua cái biến mới để cho mình biết là không biết new hay là plot này nọ, mình có thể tập xài như thế. Biến mới tổng menu này giả sử play game là new ha, thì mình có thể đặt cái phần plot game thì mình plot chỉ dựng cá nhân. Ok, cái chỗ này lúc này thầy đặt một cái biến tạm ha, mình biết cho thật ra này mình tạo cái enum trạng thái thì nó hay hơn. Ở đây thầy đặt một cái biến yes no true false có phải là new game hay không. Nếu new game thì thầy làm thêm cái bước plot, không phải new game thì thầy chỉ load cái scene đó lên thôi. Đó. Thì lúc đó thì dựa vào cái biến này mình coi mình có load data hay không, có load dữ liệu hay không. Hỏi scene thì mình luôn luôn load rồi. Coi mình load dữ liệu thêm hay không. Gọi hàm load với con Ruby. Rồi, đây. Anh kiểm enter chấm in fun. Đó, qua con Ruby mình gọi hàm load okay. Data hả? Okay. Data như là truyền vào. Load game có data, load game, send game, ok. Truyền vào cái đối tượng truyền vào là gì ha, game object. Rồi chỗ này là mình truyền vào game object mới đúng, hình như là thì gõ sai chữ this. Okay, mình truyền copy controller ha, mất công lấy game object cả nữa cho nó ngắn gọn. Thế thì ở đây mình copy cái copy controller đem đây tất game cho cái Ruby controller cho cái rip luôn cho nhanh rip luôn. Rồi ở đây đó, ok rồi, mình quay qua mình run cái menu này. Dĩ nhiên cái luồng giữa các lớp với nhau á, thì mấy em có thể tự tổ chức ha. Thầy demo hơi gấp gáp cho nên thầy làm nhanh, chỉ cần tạo lớp rồi liên kết rồi xài thôi. Bây giờ bấm load. Đấy. Thì nó qua đây. Nó qua đây. Cái máu, cái ống máu này á, là mình chưa cập nhật lúc mà load lên. Nhưng mà nãy giả sử nãy đụng là như 43 rồi đó, thì mình sẽ giờ xuống đây nữa thì nó sẽ ít hơn, nó sẽ thể hiện liền ở đây, nó sẽ vẽ lại chuẩn ha. Đó, nãy là 4, bây giờ còn 3 nè. Một phần cộng xíu đó, với vị trí nó cũng đúng rồi. Bấm này, bấm lại thử
Đây. Hả? Kỳ vậy? Nó không lót luôn. À, lót tiền hầm lay game. Có gì đó sai sai. Lót tại mình copy nhiều quá, copy bad nhiều quá. À, play game. Thì ở đây là lót game nè. Rồi, còn play thật ở trên á thì đúng là lay game. Còn qua menu ha. Main menu. Lót game on phone bằng chu. Install. Mình có thể kiểm tra nhiều chỗ ha. Một là đây, ngay chỗ này luôn. Mình cần kiểm tra ngay Ruby này hoặc là mình còn là lưu nè, lưu biến cục bộ my SQL line này nọ trong cái biến thì cảm ơn. Ok ha, rồi. Đến đây là sắp xong rồi. Mình coi chỗ này mình có cần load cho dữ liệu lên hay không. Load dữ liệu lên hay không dựa vào cái biến enew hồi nãy. Dĩ nhiên trước bước này thì mình đã cài đặt những cái sự kiện cho hai ba cái nút hồi nãy ở những cái frame trước. Ở những cái frame trước thì bị lỗi này nọ đó. Rồi. Đấy. Chắc có nhiều chỗ ha. Rồi, lại nha. Ok. Đó. Run lại. Lót. Đấy. Xong. Rồi, dĩ nhiên em có thể lưu nhiều cái dữ liệu khác ha. Tại lưu tượng trưng hai cái dữ liệu và lót cho nó chạy thôi. Ok ha, thì đó là cái nội dung còn lại.